Thể tánh của nó cũng là bình đẳng đối với tất cả lời nói, tâm chẳng chấp trước, khéo nói đủ thứ ví dụ mà chẳng trái với nghĩa lý kinh văn, hoàn toàn khiến cho tất cả chúng sinh đều ngộ được nhân duyên tùy thuận chúng sinh của tất cả chư Phật, mà khắp thị hiện thân trí huệ bình đẳng. Bồ Tát vì các chúng sinh mà diễn nói pháp như vậy, tức tự mình tu tập, tăng trưởng nghĩa lý lợi ích, chẳng xả bỏ các lục độ ba la mật. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề thì vì chúng sinh nói pháp đáng nói, nghĩa là đối với chúng sinh tham dục nhiều thì dạy tu quán bất tịnh, đối với chúng sinh sân hận nhiều thì dạy họ quán tử bi, đối với chúng sinh ngu si nhiều thì dạy họ quán nhân duyên, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo để vì chúng sinh nói pháp, dùng đủ thứ ví dụ để vì chúng sinh nói pháp, khiến cho chúng sinh minh bạch đạo lý của pháp, y pháp tu hành. Do đó Bồ Tát vì chúng sinh diễn nói diệu pháp. Bồ Tát là độ mình độ người, chẳng những vì chúng sinh nói pháp mà chính mình cũng tu tập mới tăng trưởng nghĩa lý, đắc được trí huệ và lợi ích. Bồ Tát chẳng phải là khẩu đầu thiền dạy người tu hành mà mình chẳng tu hành. Bồ Tát chẳng xả bỏ pháp môn lục độ vạn hạnh, chẳng phải dạy người tu lục độ còn mình thì chẳng tu lục độ, dạy người bố thí cho mình nhưng mình thì chẳng bố thí cho người. Bồ Tát tự mình tu bố thí cũng dạy người khác tu bố thí, cho đến tự mình tu bát nhã cũng dạy người tu bát nhã. Như vậy phước huệ đầy đủ, phước huệ trang nghiêm mà thành Phật đấng lưỡng túc. Bồ Tát cùng hành thật tiễn, thân thể lược hành để tu ba la mật, tức cũng là pháp môn đến bờ kia. Bấy giờ Bồ Tát vì khiến cho tâm chúng sinh được đầy đủ, trong ngoài đều xả bỏ mà chẳng chấp trước, đó là thanh tịnh được bố thí ba la mật. Lúc đó vị Bồ Tát phát tâm hành Bồ Tát đạo, vì khiến cho tâm chúng sinh được đầy đủ, nguyện của chúng sinh là mình được đầy đủ, nguyện của Bồ Tát là lợi ích chúng sinh. Chúng sinh có tư tưởng ích kỷ lợi mình, Bồ Tát thì có tư tưởng đại công vô tư. Chỗ khác nhau giữa Bồ Tát và chúng sinh là tại chỗ này. Bồ Tát minh bạch tâm lý của chúng sinh, do đó muốn khiến vào trí Phật trước dùng câu dục móc. Ví như chúng sinh chẳng có cơm ăn thì mang bát cơm đến cho họ, chúng sinh chẳng có đồ mặc thì mang đồ mặc đến cho họ. Chúng sinh đó cảm kích ân đức của bạn mà sinh hào cảm đối với bạn, làm người bạn tốt với bạn, trở thành ân nhân. Bạn đến chùa Kim Sơn nghe kinh Hoa Nghiêm thì họ sẽ thọ ảnh hưởng của bạn, cũng sẽ đến chùa Kim Sơn nghe kinh Hoa Nghiêm, nghe tới nghe lui thì sẽ có cảm giác Phật pháp là pháp cứu đời, là đèn sáng của đêm tối, là con đường chân chánh mà phát tâm Bồ Đề quy y Tam Bảo trở thành Phật tử. Đây cũng là một bộ phận mãn tâm nguyện của chúng sinh. Bồ Tát có thể bên trong thì xả bỏ đầu mắt tùy não, bên ngoài thì xả bỏ đất nước vợ con, trong ngoài đều xả được, một chút chấp trước cũng chẳng còn. Do đó, xả được mới đắc được, không xả không đắc được. Cho nên không xả được cũng phải xả, tu hành như vậy thì sẽ thành tịnh pháp môn bố thí ba la mật đến bờ kia. Tu trì đầy đủ các giới mà chẳng chấp trước, vĩnh viễn lìa khỏi ngã mạn, đó là thanh tịnh trì giới ba la mật. Bồ Tát hay tu trì đầy đủ tất cả các giới mà chẳng chấp trước, do đó trì mà chẳng trì, giới mà chẳng giới, hành sở vô sự, vô vi mà vô bất vi, phải vĩnh viễn lìa khỏi tư tưởng và hành vi cống cao ngã mạn, không thể giải đãi, không thể phóng dật, phải giữ gìn giới luật hợp với uy nghi mới có thể tu hành thành tựu thành tịnh viên mãn pháp môn trì giới đến bờ kia. Hay nhẫn thọ tất cả các việc ác, nơi các chúng sinh tâm đều bình đẳng, chẳng có dao động, ví như đại địa hay giữ gìn tất cả, đó là thanh tịnh được nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật tức là dạy bạn nhẫn không được cũng phải nhẫn, giống như đả thiền thất, nghĩa là phải chịu đựng mọi sự đau đớn khổ sở, lưng ê cũng phải nhẫn chịu, chân đau cũng phải nhẫn, tuyệt đối không chịu đầu hàng, phải đấu tranh triệt để thì cuối cùng thắng lợi sẽ thuộc về bạn. Như thế tức là nhẫn thọ tất cả các việc ác, đối với tất cả chúng sinh tâm phải bình đẳng, bất cứ là thuận hay nghịch đều không bị cảnh giới làm lay động, giống như đại địa hay giữ gìn tất cả vạn vật. Như vậy thì sẽ tu thành thành tịnh viên mãn pháp môn nhẫn nhục đến bờ kia. Khắp phát khởi các việc thiện, thường tu chẳng giải đãi, làm các việc thiện luôn không thối chuyển, dũng mãnh thế lực, không có gì có thể điều phục. Nơi các công đức chẳng lấy chẳng bỏ mà hay đầy đủ tất cả trí môn, đó là hay thành tịnh tinh tấn bà la mật. Khắp phát khởi tất cả các nghiệp lành, thường tu hành phước huệ mà chẳng giải đãi, làm tất cả nghiệp lành chỉ có tinh tấn, chẳng có thối lùi, dũng mãnh tinh tấn thế lực,
chẳng cái gì có thể chế ngược hàng phục. Đối với hết thảy công đức, chẳng lấy làm của mình, cũng chẳng xả bỏ, mà hay đầy đủ tất cả môn trí huệ. Như vậy sẽ tu thành thanh tịnh viên mãn pháp môn tinh tấn đến bờ kia. Nơi cảnh giới nam dục chẳng có tham trước, các định thứ lớp thảy đều thành tựu. Thường sinh tâm suy ngẫm, chẳng trụ chẳng xuất, mà có thể tiêu diệt tất cả phiền não, sinh ra vô lượng các môn tam muội, thành tựu vô biên sức đại thần thông, nghịch thuận thứ tự nhập vào các tam muội. Nơi một môn tam muội nhập vào vô lượng môn tam muội, đều biết tất cả cảnh giới tam muội với tất cả tam muội tam ma bát đề, trí ấn chẳng trái ngược nhau, có thể mau nhập vào nơi tất cả trí địa, đó là thanh tịnh thiền ba la mật. Bồ Tát đối với cảnh giới nam dục, đại sắc danh thực thùy hoặc sắc thành hương vị xúc, chẳng sinh tâm tham trước. Nếu sinh tâm tham trước thì sẽ có phiền não. Tham sắc là truy đuổi sắc đẹp, dính mắc nơi cảnh giới sắc trần. Tham thanh, theo đuổi tiếng hay, dính mắc nơi cảnh giới thanh trần. Tham hương, theo đuổi hương thơm, dính mắc nơi cảnh giới hương trần. Tham vị, theo đuổi vị ngon, dính mắc nơi cảnh giới vị trần. Tham xúc, theo đuổi xúc đẹp, dính mắc nơi cảnh giới xúc trần. Bồ Tát tu chính định thứ lớp, tức là bốn thiền định, bốn không định, diệt thọ tưởng định. Nếu chẳng tham vui nam dục thì đều có thể tu tập thành tựu. Bồ Tát thường tư duy tu tham thiền phải có chánh tư duy, không thể có tà tư duy. Ở trong định chẳng có nhập định, cũng chẳng có xuất định, tức cũng là thường ở trong định tư duy tu nên có thể tiêu diệt tất cả phiền não. Chúng ta ngồi thiền không thể nhập định là vì có phiền não, cho nên có vô minh phiền não chướng ngại cửa trí huệ. Chẳng có vô minh, chẳng có phiền não thì trí huệ sẽ khai mở, trí huệ sẽ hiện tiền. Tự tánh của chúng ta giống như một bồn nước trong, phiền não giống như cặn bã bụi bặm. Nếu trong nước có bụi bặm thì nước sẽ đục, bèn sinh ra nhiễm ô. Chẳng có phiền não thì tự tánh sẽ thanh tịnh, trí huệ hiện tiền. Nếu đoạn sạch được phiền não thì sẽ sinh ra vô lượng môn tam muội, ở trong định sẽ thành tựu vô biên đại thần thông. Sức thần thông đó thiền mà ngoại đạo không thể nào phá hoại được. Hoặc nương vào thứ tự mà nhập vào, hoặc chẳng nương tựa thứ tự mà nhập vào tam muội. Ở trong một môn tam muội có thể nhập vào vô lượng môn tam muội. Do đó nhập vào một môn tam muội tức nhập vào tất cả tam muội, nhập vào tất cả tam muội chẳng lìa một tam muội. Cảnh giới này là diệu không thể tả. Bồ Tát hoàn toàn biết tất cả cảnh giới tam muội và hết thảy định cùng với tam ma bát đề. Một thứ thiền định dịch là đẳng trí, và trí huệ quán chiếu chẳng trái ngược, có thể mau nhập vào tất cả trí địa. Sự tu hành này sẽ thành tựu thanh tịnh viên mãn pháp môn thiền na đến bờ kia. Ở chỗ chư Phật nghe pháp thọ trì, gần gũi thiện tri thức, thừa sự chẳng mỏi mệt, thường ưa nghe pháp tâm chẳng nhàm đủ. Tùy thuận pháp đã được nghe lãnh thọ, như lý mà tư duy, nhập vào trần tam muội, lấy các kiến giải chẳng tránh đáng, kéo quan sát các pháp đắc được ấn tướng, biết rõ Như Lai vô công dụng đạo, thừa phổ môn huệ nhập vào môn trí huệ nhất thiết trùng trí, vĩnh viễn được nghỉ ngơi, đó là thanh tịnh bát nhã ba la mật. Ở trong đạo tràng của mười phương ba đời tất cả chư Phật, nghe được pháp của tất cả chư Phật nói thì sẽ y pháp tu hành, cung hành thật tiễn thọ trì chẳng quên, hay thường gần gũi cúng dường, thừa sự thiện tri thức, vĩnh viễn chẳng nhàm mỏi, thường ưa thích nghe pháp của chư Phật nói mà chẳng có phiền não và trí túc. Tùy thời tùy lúc đã nghe pháp của Phật nói, lãnh thọ đạo lý, nương lý suy ngẫm, đắc được định huệ chân chánh, nhờ định sinh huệ, nhờ huệ trợ định, định huệ viên minh. Đây là nhập chân tam muội, lại có thể lìa khỏi tất cả kiến giải chẳng tránh đáng, hay khéo quan sát tất cả các pháp đắc được ấn thật tướng. Tất cả các pháp dùng thật tướng làm ấn, hay thấu rõ đạo lý thật tướng, vô sở bất tướng, thì sẽ thấu suốt vô công dụng đạo của chư Phật. Vô công dụng đạo tức là chẳng thêm tạo tác, rất tự nhiên tác dụng, tức cũng rất tự nhiên khế hợp với trần tánh. Thừa trí huệ phổ môn, một trong một môn nhiếp tất cả pháp, nhập vào môn trí huệ nhất thiết trí. Lúc đó những gì đã làm xong chẳng thọ thần sầu nữa,